Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một vị khách hàng. Bản thân người phụ nữ này thì họ đã đi tư vấn tôi rồi các bạn, nhưng mà tôi vẫn chia sẻ thẳng thắn với các bạn, mà tôi nghĩ rằng cái điều này ít có một ai là người chuyên gia tư vấn nói cho các bạn rõ đến tận chân tơ kẽ tóc như tôi ha. Vì sao? Vì mong muốn cho các bạn gọi là thấu đạt đến tận cùng của cái sự việc mà tôi thực hiện video này đây. Có những người, có nghĩa là họ cũng sử dụng đồng tiền để đi tư vấn. Với họ, tư vấn thì không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà cũng có những người rất là khổ sở và trách móc, tích tiền, dám bỏ ra một số tiền, ví dụ như 1 triệu hay 500 đi tư vấn một tiếng, tiếc lắm. Chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà rồi, sau khi tư vấn thì sao? Họ có làm được những lời như người tư vấn hướng dẫn hay không? Xin thưa rằng có những người không bao giờ làm được. Vì họ muốn giữ chồng, nhưng mà tâm lý của họ, tánh cách của họ, nghiệp chướng của chính bản thân họ, họ không vượt qua được. Họ thì muốn chỉnh sửa cái tình huống đó, nhưng mà cái tâm chấp ngã của họ thì lại không làm được những cái điều mà người tư vấn cho họ. Thế nên là có những cái tình huống như chúng ta thấy là họ sẽ đi tư vấn, nhưng mà rồi lời người tư vấn cũng giống hệt như gói thuốc họ mua, họ không uống, họ không làm theo, mà họ lại làm theo cái bản ngã của họ. Họ vẫn nghĩ là cái cách như họ nghĩ đó là tốt. Tôi hỏi thẳng các bạn nè, các bạn cứ muốn nhắn tin, các bạn cứ muốn nói chuyện với chồng cho ba mặt một lời cho rõ ràng. Tôi nói các bạn vậy, tình cảm nó không phải là hiệp định Geneva để các bạn ngồi ký với nhau và thực hiện từ đây trở đi nó là như thế. Bạn càng muốn rõ ràng thì chính cái sự rõ ràng của bạn nó lại trở thành cái không rõ ràng. Vì tình cảm nó không phải là như thế. Và cái cuộc hôn nhân của các bạn nó đã bị hư, nó đã bị lủng lỗ, nó đã bị rò rỉ, nó đã bị vết nứt từ 2-3 năm về trước. Mà bây giờ bạn cứ nôn nóng, 1 tháng là phải xong ngay, 2 tháng là xong ngay. Em đã chỉnh sửa 3 tháng nay rồi mà không được chị ạ. Mình chỉnh sửa bằng một cái tâm nóng giận, mình chỉnh sửa bằng một cái tâm thắng thua. Trong khi đó, cái việc mà nứt vỡ hôn nhân, cái sự rạn nứt trong tình cảm nó như là giọt nước. Từng ngày nó nhỏ từng giọt, từng giây nó nhỏ từng giọt xuống. Càng ngày nó càng nhiều và tích lũy nhiều cái giọt nước thì mới làm cho cái hồ nước nó đầy. Còn mình á thì mong muốn là dục tốc bất đạt. Bây giờ cái quả nó nảy sinh ra rồi. Bây giờ mình bứt một ngày mà mình bứt chưa hết quả. Bởi vì cái gốc nó vẫn còn nguyên, nó vẫn sinh ra quả. Và lượng quả nó vẫn ra hàng ngày và chúng ta vẫn bứt như vậy, bứt chưa hết. Giống hệt như cái dạng nó quét lá mùa thu á. Lá nó vẫn rụng và ngày nào chúng ta cũng phải quét như vậy hết. Cái việc chỉnh sửa hôn nhân là chúng ta như vậy. Chúng ta phải nghĩ là làm nó như cái việc mà đánh răng rửa mặt này đó. Chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta bằng cái việc như thế đó. Thế nên các bạn biết không, tôi chia sẻ với các bạn như vậy, các bạn phải nên làm đúng, hiểu đúng về cái sự việc này ha. Khi mà các bạn muốn chỉnh sửa hôn nhân, các bạn không có đưa tâm nóng vội vào chuyện này. Vì chúng ta sống hàng ngày nhiều năm mà chúng ta đâu phải sống một ngày, một tháng, một năm đâu. Khi mà sai lầm xảy ra, các bạn hãy nhìn vào cái thực trạng như thế này. Tôi ví dụ rõ ràng này, con bạn nó bị hư, nó học dốt tiếng Anh đi. Thì bây giờ bạn, trong vòng 3 tháng bạn có thể dạy nó giỏi tiếng Anh liền sao? Nó thể trở thành thần đồng Olympic tiếng Anh sao? Không được. 3 tháng đó bạn chỉ có thể giúp cho nó lấy lại cái tâm lý cân bằng, hoặc là bạn sẽ giúp cho nó lấy lại cái căn bản trong một phần nào tiếng Anh mà nó đã bị lỗ hổng từ trước thôi. Thì cái chuyện hôn nhân của các bạn cũng vậy, 3 tháng bạn chỉnh sửa nó chỉ là một phần nào đó, nó chưa thể hết nhanh, hết ngay và hết liền được. Thế nên là đừng có mang cái tâm lý nóng vội vào chuyện này. Khi mà bạn đi tư vấn đã tốn tiền, hãy thực hiện theo lời của người tư vấn. Tôi biết rằng người tư vấn nó giống hệt như ngọn lửa vậy, ngọn lửa lớn, tại vì họ có năng lực power lớn mà. Khi mà bạn xa rời họ, bạn sẽ cảm thấy yếu, bạn sẽ bắt đầu quay trở về bản ngã của mình. Bạn xa rời họ, bạn sẽ cảm thấy bạn không còn chánh niệm nữa, bạn bắt đầu mông lung và bạn lại hành xử theo cách của bạn. Nếu mà bạn chọn cái cách ba mặt một lời, nói cái lời ngọt ngào á, ủa, trước khi bạn đi tư vấn tôi bạn đã làm điều đó rồi mà. Làm không được đúng không? Làm không được vì sao? Vì đó không phải là thuốc. Tôi nói thẳng với bạn vậy. Khỏi lòng vòng dài dòng cho mất thời gian. Uống không đúng thuốc thì bệnh nó không hết, có thế thôi. Làm những phương pháp đó mà chồng không thay đổi thì phương pháp đó không hợp với ông chồng đó, mình đổi cách khác. Vậy cái cách mà tôi chỉnh sửa, tôi hướng dẫn cho bạn, bạn làm chưa? Bạn chưa làm
bạn chưa làm, bạn lại quay lại cái cách mà bạn nghĩ rằng bạn làm sẽ tốt hơn. Nếu bạn nghĩ là làm tốt hơn, vậy thì bạn bỏ tiền đi tư vấn làm gì? Xong không lấy cái tiền đó đi mua sữa cho con, hoặc là bạn đi massage cho nó khỏe thân, cho nó đỡ mệt. Đúng không? Bạn làm cái cách của bạn rồi mà làm không được. Bây giờ đi tư vấn, bạn chưa làm cái cách của tôi. Bạn có nói, thôi để em nghe lại cái video của chị tư vấn. Đó, thấy chưa? Cái trường hợp của mình á, thì mình không tập trung vào mình nghe việc của mình để mình chỉnh sửa. Mà mình cứ nghe những cái chuyện của người ta không à. Mình cứ nghe tò mò những chuyện của người ta, trong khi người khác đã đi tư vấn, người ta đã làm cho mình một cái video của mình rồi. Mình không tập trung vào cái chuyện của mình. Mình cứ nghe lang mang, cái gì cũng nghe hết. Mà cái chuyện của mình thì mình lại không nghe. Giờ bạn nói, để em nghe lại video tư vấn. Trời ơi, vậy chứ bảo bạn nghe, bạn đâu có chú tâm. Bạn đâu có biết là bạn làm cái gì khi mà bạn tư vấn đâu. Tôi là người rất có tâm, tôi biết các bạn sẽ là cái kiểu dạng như vậy. Nên tôi đã làm video tư vấn cho các bạn, để các bạn nghe đi nghe lại, để các bạn bớt khổ, các bạn tìm được cái hướng, để các bạn viện vào đó để mà làm thực hành cho cái trường học của các bạn. Các bạn xem đó, bao nhiêu trường hợp video tư vấn, có người nào giống người nào không? Không có người nào giống người nào. Tôi đã cố công làm cho bạn một cái video rất dài, nhưng bạn cũng không xem. Đấy, đi tư vấn về có làm được đâu. Mua thuốc uống, nhưng mà không hề uống, chẳng uống, tự sắc thuốc uống luôn. Khỏi cần nghe ai hết. Tôi tự thấy là tôi làm như vậy đúng. Ủa, bạn làm vậy đúng, tại sao bạn phải đi tư vấn? Mà bạn làm đúng rồi đó, mà trước đây có kết quả gì không? Không có kết quả. Không có kết quả chứ gọi là không đúng. Có thế thôi. Nếu mình chưa thử cái phương pháp mới thì mình làm đi. Mình đừng có nôn nóng. Vì hôn nhân của mình nó đã rục rã, nó đã có vấn đề từ 2-3 năm trước rồi. Mà bây giờ vội vội vàng trong vòng mấy tháng đốt nhanh giai đoạn lên. Muốn nhanh lên, rú khí đá cho nhanh lên để ăn được cái quả đó. Quả đó là quả đắng. Vì cái nguyên nhân nó xảy ra quá lâu. Mà bây giờ mình đang chữa là chữa phần ngọn. Mình từ từ mình chỉnh sửa. Hôn nhân mình còn đó chứ còn đâu. Chưa có chạy mất, chưa có mất chồng. Chồng vẫn còn nguyên đó. Thế nên cái thái độ của mình á, mà càng nôn nóng, càng tức giận, càng sân si á, mình lại càng đẩy cái hôn nhân mình vào bế tắc mà thôi. Chính tâm lý của mình nó đang bất ổn mà. Các bạn có hiểu không? Thế nên là bạn đừng có nôn nóng, mà hãy chỉnh sửa nó bằng cái sự kiên nhẫn, bằng cái sự bình an của chính bạn. Khi mà bạn không bình an á, thì bạn đừng có nghĩ đến cái chuyện mà bạn mong cho gia đình bạn an ổn. Cái tâm lý bạn không vững trong cái chuyện chỉnh sửa những cái lỗi lầm thì không có chỉnh sửa được đâu, mà lại làm cho cái tình huống nó càng thêm bế tắc mà thôi. Tôi biết là tất cả mọi người phụ nữ khi vướng phải cái chuyện chồng ngoại tình thì nhanh chóng, nhanh và ngay và luôn muốn là đi tư vấn về xong là phải diệt liền, xong liền cái tình huống đó. Nhưng cái vấn đề này nó không phụ thuộc vào nhà tư vấn và thuộc về bạn, mà thuộc về ông chồng ha. Tôi cũng nói thẳng với bạn á, bạn có đi tìm cái người nào mà giỏi nhất nước đi nữa, cái người đó cũng không làm được. Vì sao? Vì cái vấn đề này là chồng của bạn quyết định, chứ không phải họ quyết định. Thế nên á, là họ hướng dẫn cho bạn những cái phương pháp để giúp cho bạn và chồng có thể kéo dài, chỉnh sửa, để có thể thay đổi tình huống. Thì bạn không thể vội vàng, bạn cứ phải từ tốn thay đổi, chỉnh sửa từng ngày. Cuộc sống còn dài, năm dài tháng dọc. Cái lúc mình á, sống với chồng á, có cái sự đổ vỡ thì chúng ta không chú ý. Đến khi mà nó nát ra rồi, con bò chạy mất rồi, chúng ta mới hoảng hồn, chúng ta tìm con bò về, xây cái chuồng, rồi chuẩn bị cỏ. Mà trong khi đó bản thân con bò nó không muốn quay về rồi. Có phải là chúng ta đã chậm một bước không? Thì chúng ta phải dùng những cái cách khéo léo. Chúng ta phải dùng cái mưu trí, chúng ta phải bền gan. Các bạn thấy những cái bộ phim mà chiến tranh không? Người ta chiến tranh mấy năm trời, người ta phải ra từng chút đi nhấp nhử từng chút, không có phải đơn giản đâu. Khi mà mình muốn chuyển một cái gì đó, chúng ta phải cần có thời gian, không có gấp được. Vì ai cũng muốn nhanh, muốn lẹ, muốn gấp. Tất nhiên tôi tư vấn cho các bạn, tôi cũng muốn nhanh gấp để tôi thành công. Tôi tư vấn cho các bạn thành công thì tôi cũng có ích lợi trong cái việc mà các bạn tin tưởng hoặc các bạn sẽ giới thiệu tôi cho nhiều người khác. Cái sự thành công của các bạn là sự thành công của tôi mà. Tôi gắn liền với lợi ích của các bạn mà, tôi mong muốn cho các bạn thành công chứ sao. Nhưng mà các bạn mà không kiên nhẫn, không thay đổi bản thân mình từ phía các bạn trước á, thì các bạn không thay đổi được người khác đâu. Mình cứ muốn người ta thay đổi mà chính bản thân mình không thay đổi thì làm sao mình làm được cái điều như thế hả bạn? Đó là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với bạn á. Hãy sống một cách thực tế hơn, là thay đổi chính bản thân mình, thay đổi cái mối quan hệ của mình với chồng, chứ không phải là ngồi nói bằng cái miệng, không nói bằng cái mồm, không nói bằng cái việc ba mặt một lời. Ba mặt một lời đó, nói ngày hôm nay rồi ngày mai nó lại chạy về cái cảm xúc cũ. Thế nên là mỗi ngày chúng ta phải thay đổi cái sự việc chính mình, giống hình như cái việc đánh răng rửa mặt, quét nhà. Đó là những cái việc mà chúng ta hàng ngày phải đối đãi với cái người bạn đời như thế nào.
mình từ từ uốn nắn chỉnh sửa, chứ không thể nào mà nói một cái là xong liền luôn, nói ngọt một cái là xong liền luôn. Nếu mà xong thì bạn đâu có kiếm tôi ha. Thế nên là bạn bình tĩnh nhá, phải kiên nhẫn, nghe lại video của tôi. Xin chào, đó là tất cả những gì tôi muốn truyền đến với bạn đó.